Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2022. Sóc Cò muốn chia sẻ cho các bạn hai dòng lan đen đô nắng mà nó thuộc dạng là siêu phẩm. Hầu như là ai ai cũng phải chơi với dòng lan này. Khi mà nhắc đến đen đô nắng thì có hàng trăm loại lan khác nhau các bạn nhé. Nhưng mà để lựa ra được hai dòng lan mà hương thơm nhất này, giá trị nhất, mật bông đẹp, dễ trồng thì mình xin lựa ra được hai loại, đó chính là Pen Soda và Bà Liễu Xưa. Pen Soda và Bà Liễu Xưa là thuộc bộ đen đô nắng, hai em này rất là hương thơm. Và em này hai em này có màu sắc rất là khác nhau. Bà Liễu bên tay phải màn hình của bạn thì là ra năm cánh trắng lưỡi tím. Còn nó bên trái màn hình của bạn đó chính là những cây Pen Soda xưa. Thì em này có lưỡi là năm cánh vàng, lưỡi đỏ. Thì bây giờ mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem biết là hai dòng lan này nó có những cái gì đặc biệt nhé. Trước tiên mình xin nói về những cây bà liễu xưa. Đây chính là những cây bà liễu xưa rất là đẹp. Những cây này đến tuổi trưởng thành, một chậu thì thường thường là có 3 thân các bạn nhé. 3 thân, đây là thân đời đầu này, thân đời sau và thân đời cuối này. Đây là thân mới nhất là thân tơ đấy các bạn. Đây là cây tơ các bạn nhé. Thì những cây này các bạn trồng thì khoảng độ là 2 đến 3 tháng nữa các em sẽ cho ra bông. Đặc điểm chính của cái dòng bà liễu xưa đó chính là hương thơm, sai bông, đẻ, rất là mắn đẻ. Một trong những cái yếu tố mà các bạn trồng dendro bị chết rất là nhiều là tại vì các bạn chưa hiểu đặc tính về cây lan dendro thôi. Bởi vì dendro là cái dòng mà rất là dễ trồng. Nếu mà các bạn đã thấy nó là dễ trồng rồi thì chúng ta phải trồng đúng thêm chút kỹ thuật nữa thì cây nó sẽ rất là khỏe mạnh. Thì hiện tại là một cây bà liễu xưa này bên mình bán với giá là 75.000 một chậu. 75.000 một chậu, mình chưa tính ship vận chuyển. Nếu các bạn mà mua 5 chậu, combo 5 chậu thì là bên mình sẽ bao ship cho các bạn. Đây combo 5 chậu các bạn, để ý kỹ giúp mình nha, mình sẽ để cho các bạn 5 chậu này. Các bạn xem là cái độ khủng của chậu chúng ta ghép. Dendro là cái dòng là dòng đa thân, nó không giống như là hồ điệp, tai châu hay là những cái dòng mà đơn thân. Dòng là dòng đa thân các bạn thấy đấy, chỉ cần 5 cây chúng ta ghép vào một chậu này này là combo là 375.000 và được bao ship thì cây sẽ rất là khỏe mạnh, bụi lùm. Các bạn thấy không? Bụi rất là lùm. Thì combo này là bên mình bao ship cho các bạn nhé. Chúng ta trồng những em này thì khoảng độ 2 đến 3 tháng nữa nó sẽ cho ra bông. Bởi vì sao? Bởi vì là cái dòng bà liễu xưa đấy, các em chỉ cần cao 20 cm các bạn này. Cao 20 cm bằng găng tay mình như này. Và cây đã thắt ngọn rồi, các em đã đẻ rồi này. Đó. Mặt bông thì mình sẽ để góc màn hình cho các bạn xem nhé. Mặt bông của bà liễu xưa, mặt bông của bà liễu xưa rất là đặc biệt là năm cánh trắng lưới tím, cánh bay hương thơm. Chúng ta trồng những cái em đen đô nắng này này rơi vào đúng cái dịp mà vào mùa hè đó, người Bắc gọi là mùa hè đó, trong Nam thì là quanh năm suốt tháng có nắng này mà, thì nó sẽ có hương thơm rất là tuyệt vời, nó bay xa lắm, hương thơm bay xa lắm. Vị một chậu của chúng ta trồng đạt có thể ra hàng nghìn bông luôn, hàng nghìn bông giống như trên màn hình các bạn thôi. Còn nếu các bạn mà mua 1 chậu, 2 chậu, 3 chậu, 4 chậu thì bên mình cũng vẫn ship hàng bình thường và phí ship là 35.000 các bạn nhé. Phí ship là 35.000. Còn 1 chậu thì mình sẽ đo cho các bạn xem là chiều cao của các em này. 1 chậu này đo từ gốc lên đến ngọn nào cao khoảng độ là trên dưới 20 cm các bạn nhé. Mình đo từ gốc này và lên đến ngọn này khoảng độ là 20 cho đến 22 cm các bạn nhé. Nó khoảng đấy và chậu 3 thân. Chậu 3 thân, đây thân già này mình không tính nhé, bởi vì quan tâm nhất là cái thân tơ thôi. Đây mình sẽ nói thêm cho các bạn chút xíu này, cái cách chúng ta trồng lan nha. Cái video mà trồng dendro thì mình sẽ để góc màn hình ở dưới cái dòng comment ấy. Đây này, nhiều người mới chơi lan dendro chúng ta không có kinh nghiệm, khi mà chúng ta nhận hàng về nó trồng được trong cái sơ dừa như này, các bạn thấy dễ rất là đẹp đúng không? Thế là chúng ta đặt nguyên cái chậu này vào, đặt nguyên cái miếng sơ dừa này vào, chúng ta chèn than củi của vỏ thông để như thế này. Một thời gian sau thì các bạn làm như thế này, các bạn sai nhé, làm như thế làm sai. Nguyên tắc về là bất di bất dịch, chúng ta là phải bóc cái sơ dừa này ra. Các bạn bóc cái sơ dừa bớt đi giúp mình nha. Bởi vì sơ dừa là cái dòng nó giữ ẩm rất là giữ, rất là nhiều. Và sơ dừa này nó rất là rẻ tiền, nó chỉ là hợp cho nhà vườn trồng số lượng hàng nghìn cây, hàng triệu cây đó. Cái giá thành nó rẻ. Đó, các bạn về bóc sạch cái sơ dừa đi giúp mình nhá. Cho dù là cái rễ xanh như chăng nữa này. Cái rễ xanh này nó chỉ là điều kiện là để biết là cây của chúng ta nó khỏe mạnh thôi, nhưng mà về chúng ta vẫn phải bóc đi. Các bạn về bóc đi, các bạn để như thế này. Sau đó các bạn về chèn cho mình là than củi hoặc là vỏ thông, các bạn chèn vào cho nó chắc chắn.
nhá, dễ thoáng thì cây nó sẽ phát triển. Còn nếu mà các bạn mà để nguyên cục sơ dừa này này thì cái sơ dừa này khoảng độ là 1 đến 2 năm nữa nó sẽ bị mục lát ra. Và lúc cái mục lát, giá thể đã mục lát thì bộ rễ cây lan của chúng ta nó sẽ thối hết. Khi mà rễ nó thối thì cây của chúng ta nó sẽ bị chết. Và cây chết chúng ta lại đi mua lan. Nó lặp đi lặp lại một cái vòng luẩn quẩn như vậy, không có lối thoát. Nên vì vậy khi mà mình bán hàng mình luôn chia sẻ với mọi người là về chúng ta mua lan ấy, nếu mà các bạn mà chưa tự tin về cái cách trồng lan thì không nên mua lan. Còn nếu các bạn mà xem những cái video mà cách trồng lan ở Sóc Cò đấy thì các bạn tự tin rồi thì các bạn hãy mua lan về trồng để nó đỡ bị mất thời gian, đỡ mất công sức và đỡ mất học phí các bạn mua. Các bạn cứ làm như thế này, vào trong vòng khoảng độ là 2 đến 3 tháng đầu tiên chủ yếu là tập trung tưới dưới gốc. Tưới dưới gốc các bạn nhé. Tưới chủ yếu là B1 gáy chuối, nước vo gạo và nha đam để kích cái rễ nó ra. Các bạn hạn chế tưới nước lên trên đây nhé, bởi vì nước nó đọng vào trên lá này này, nó sẽ làm thối cây lan của chúng ta và cây lan của chúng ta sẽ bị chết. Vì vậy mà mình luôn luôn tư vấn rất là kỹ càng cho các bạn rằng là khi mua lan là chúng ta phải học cái cách trồng lan trước. Học cái cách trồng lan trước. Bởi vì nó trong kênh mình chia sẻ rất là nhiều, nó miễn phí mà các bạn xem giúp mình. Các bạn thấy này, ví dụ một cây này nó cao độ là 20 cm này. Đó. Cái này đo nó mình đo chỉ là mang tính chất nó giống như là minh họa mà thôi. Chứ còn nó cao khoảng 20 22 cm một chút xíu không có sao các bạn nhé. Mong các bạn hãy bao dung giúp Sóc Cò. Bởi vì là cái dòng này nó là cái dòng không phải là mắc tiền giống như tiền tỷ, tiền trăm triệu giống như là mấy cái lan va vấp kia. Đây chỉ là dòng Dendro thôi, nó cao hơn nhau 1-2 cm thì mong các bạn hãy bao dung giúp Sóc Cò nhé. Thì một cây bà liễu xưa này này là bên mình bán với giá là 75.000 á. Cứ tập trung trau dồi kiến thức trồng lan rồi khi nào mà chúng ta cảm thấy tự tin thì chúng ta hãy lên mua lan. Các bạn nhé. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn về cây liễu rồi. Còn về cây Pensoda. Pensoda đây là một tên giò Pensoda này. Pensoda thì nó có mặt bông, đó chính là 5 cánh vàng, họng lưỡi đỏ. Thì mình sẽ để góc màn hình cho các bạn xem này. Có những chậu nó trồng đạt cũng đến hàng nghìn bông, hương rất là thơm. Những chậu này thì được trồng trong cái chậu sơ dừa này. Và các bạn cũng bóc giống y hệt như đen đô nắng là bà liễu xưa nhé. Các bạn bóc cả giống như thế này. Và chúng ta cũng chèn bằng than củi hoặc là vỏ thông là tốt nhất. Và cũng tưới chăm sóc y hệt nhau, không khác gì cả. Chăm sóc giống nhau y hệt, chỉ khác mỗi về mặt bông và giá thôi. Thì chậu Pensoda này nè, cái dòng này là được mệnh danh là thiên hạ đại nhất thơm. Em này là em thơm nhất trong dòng đeo nó nắng, em này thơm nhất, sau đó là đến bà liễu là thơm thứ hai các bạn nhé. Hai em này là thuộc top những bộ thơm đó. Dendro thì có rất là nhiều lan, nhưng mà để tìm ra lan thơm thì không phải là nhiều. Cái Pensoda này là dòng rất là thơm. Thì một chậu này có 3 thân các bạn nhé. Chậu có 3 thân và thân cao cũng giống như bà liễu xưa này này, cao độ 20 cm các bạn này. Đó, cũng chậu 20 cm này, chậu 3 thân này. Ví dụ như chậu 2 thân thì nó sẽ lại cao hơn một chút xíu nữa, hoặc là chậu 1 thân nó lại càng cao. Còn nó bụi mà chậu 4 thân thì nó lại sẽ thấp đi. Ví dụ như chậu này chậu 4 thân này, chậu 4 thân thì nó lại thấp đi chút xíu các bạn nhé. Thấp khoảng độ được 17-18 cm. Thì tất cả những cái dòng Pensoda và bà liễu xưa là những dòng thắt ngọn. Các bạn trồng khoảng độ là 3-4 tháng nữa các em sẽ cho ra bông. 3-4 tháng nữa thì các em sẽ cho ra bông. Còn các bạn mà muốn được bông đạt được nhiều thì chúng ta để đến Tết. Thì từ bây giờ cho đến Tết là rơi khoảng độ là 8 tháng nữa. 8 tháng nữa thì cây của chúng ta nó rất là khỏe mạnh rồi. Nên là cây nó sẽ cho ra bông vào ra bông quanh năm suốt tháng. Cái dòng Pensoda và bà liễu xưa là hai cái dòng này là dòng công nghiệp. Nó không có theo mùa giống như là hàng rừng ra bông theo mùa, mà nó sẽ ra bông quanh năm suốt tháng luôn, ra liên tục các bạn nhé. Nó ra liên tục luôn, không có dừng. Nên vì vậy mà vườn mình chủ yếu là thơm là nhờ Pensoda và bà liễu xưa. Nếu như những ai mà đã theo dõi kênh của mình á, mình đọc cái fan hâm mộ ấy, dòng mãn thiên hồng này, cây mãn thiên hồng này và những dòng hồ điệp bên này. Những dòng hồ điệp mãn thiên hồng và hồ điệp thì là những dòng này có sắc nhưng mà em này không có hương. Nên vì vậy mà mình muốn là bổ sung cho vườn mình một cái dòng lan nào thơm mà nó phải ra bông quanh năm suốt tháng giống y như là những cây mãn thiên hồng và những cây hồ điệp của mình. Thì mình nghĩ rất là nhiều thì cuối cùng mình mới tìm hiểu kỹ và mình mới thấy là chỉ có cái dòng đen rô nắng. Mà đen rô nắng thì lại không có nhiều dòng thơm. Để tìm ra hai cái hàng thơm đó chính là liễu này và pen này này. Là hai cái dòng này nó rất là thơm, ra bông nhiều lắm. Nhưng mà mỗi tội cái là giá nó hơi cao. Giá hơi cao. Pen thì là bên mình bán với giá là 110.000 một chậu pen. Còn đâu là liễu bên mình bán với giá là 75.000 một chậu pen. Nếu các bạn mua đấy thì các bạn có thể là mua combo là 2 chậu pen hoặc là 3 chậu liễu. Hoặc là có thể là mua 2 chậu liễu, 3 chậu pen. Các bạn mua bên mình miễn là sao nó được 5 cây. Cứ mua 5 cây, kể cả 5 cây hồ điệp hay 5 cây dendro hay 5 cây đai châu thì bên mình sẽ bao ship cho các bạn.
mình thường thường mình hay nói vui là cái cây pen soda này này, cây pen soda và cái bà liễu xưa này này, đó hai dòng lan này, đó chính là dòng lan mà chấn vườn này, chấn vườn bởi vì em ấy rất là thơm và ra bông quanh năm, mặt bông đẹp xuất sắc, đáng để sưu tầm các bạn nhé. Nó dễ trồng lắm, nếu bạn nào mà là những người mới chơi lan, chúng ta đang hay băn khoăn rằng là cái dòng này để dễ trồng hay không, thì mình xin thưa là dòng này rất là dễ trồng và các bạn cứ làm theo cách của sóc cò này thì cây của chúng ta sẽ rất là khỏe mạnh. Các bạn cứ tự tin lên nhé. Nếu mà các bạn mà cần hỗ trợ gì về cách trồng lan á thì các bạn hãy cứ qua kênh sóc cò, thì bên mình sẽ chia sẻ các bạn cách trồng lan, đặc biệt là vào buổi tối thì mình mới rảnh, còn ban ngày thì mình rất là bận và hiện tại thì ở bên Zalo đó full rồi, không kết bạn được nữa rồi. À, chúng ta chỉ nhắn tin và nhận những cuộc gọi người lạ bình thường, nên các bạn cứ nhắn tin giúp mình nhé. Cây rất là đẹp. Pen soda thì là 110.000 một chậu. Mình xin nhắc lại là pen soda là 110.000 một chậu. Trồng từ bây giờ cho đến 3 tháng nữa thì cây sẽ cho ra bông. Còn nó về bà liễu xưa thì là 75.000 một chậu. Bà liễu xưa là cái dòng rẻ hơn so với pen soda nhé. Bà liễu xưa thì rẻ hơn pen soda. Cây rất là đẹp. Đây là pen soda các bạn này. Pen soda thì có rất là nhiều loại các bạn nhé, lưu ý giúp mình. Pen soda thì có dòng là pen soda xưa, pen soda nay, pen soda cam, pen soda chuối, pen soda lai nữa. Nên những cái dòng đấy là những dòng nó họ pen thôi, nhưng mà để lựa ra cái dòng mà giá trị nhất mà thơm nhất thì chỉ có dòng xưa thôi. Dòng xưa như mình đang chia sẻ này, pen xưa và liễu xưa này là hai cái dòng mà mình rất là tâm đắc. Các bạn mua hàng các bạn lưu ý ký giúp mình về vấn đề này nhé. Nếu chúng ta mà không biết về cái vấn đề đấy là chúng ta dễ bị lừa lắm ạ. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV nhé. Hai dòng này các bạn mà không sưu tầm thì rất là thiệt thòi đó. Rất thiệt thòi này. Bộ đôi chấn vườn của Sóc Cò đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có những ngày lễ, ngày nghỉ vui vẻ hạnh phúc bên người thân thương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.